Thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 2, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố trao quyết định cán bộ tháng 1 năm 2024. Đợt này, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang đã trao quyết định điều động bổ nhiệm 12 đồng chí, nghỉ chuẩn bị hưu 1 đồng chí và nâng lương cho 1 đồng chí. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chúc mừng các đồng chí được điều động bổ nhiệm đợt này. Đồng thời, đề nghị các đồng chí nhanh chóng nắm bắt tình hình nhiệm vụ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo mối quan hệ đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy chỉ huy, trong cơ quan đơn vị với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đối với đồng chí nghỉ chuẩn bị hưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao quá trình công tác trên các cương vị, chức trách trong những năm qua, đồng thời chúc đồng chí trở về với đời thường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tham gia các hoạt động của địa phương để xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn ngày càng vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh nơi cư trú, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Trước thềm năm mới 2024, đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chúc mừng năm mới đến các đồng chí nhận quyết định đợt này, cùng gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.